Xin chào tất cả các bạn, trong video này mình sẽ trình bày về một số hiểu biết về cây cà phê, mong các bạn sẽ ủng hộ mình. Thứ nhất, theo các bạn, cây cà phê được tìm thấy khi nào? Theo truyền thuyết được ghi trên giấy, cây cà phê được tìm thấy vào năm 1671 do một anh chăn dê vô tình đàn dê ăn được loại quả này và trở nên rất sung sức và không buồn ngủ. Anh ấy đã nhận biết được và thử loại quả này và đã phát hiện ra cây cà phê. Thứ hai, cây cà phê có nguồn gốc từ đâu? Cây cà phê có nguồn gốc từ châu Phi, cận nhiệt đới và phía nam châu Á. Thứ ba, loại cây này được trồng đầu tiên ở đâu? Là cây này được trồng ở châu Phi và Ả Rập, về sau mới lan rộng ra thế giới. Thứ tư, Việt Nam ta biết và trồng cây cà phê khi nào? Khi người Pháp khởi sự trồng cây cà phê chè ở gần các ven sông vào năm 1888, về sau mới lan rộng ra các tỉnh miền Bắc và Tây Nguyên. Thứ năm, hiện nay có rất nhiều loại cà phê nhưng phổ biến là cà phê chè và cà phê vối và cà phê mít. Trong đó cà phê vối là phổ biến nhất.